Bà cô chú ơi, hôm qua ông bà cô chú có coi cái kênh của cô Út không? Cái cuộc sống Korea của cô Út á. Cô Út lên clip cô Út nói là chia tay với chú Chu Chi rồi. Con thấy chú Chu Chi buồn quá trời luôn. Vợ chú Chu Chi ngồi ở trỏng mà mặt buồn hiu mà làm chấm chéo. Không có quay clip chung với con nữa. Giờ để con quay mình lên này. Chú này rồi chú Chu Chi ai cũng bận làm chấm chéo hết trơn á. Nên giờ con quay của mình lên là không có hỗ trợ cho con được. Nên giờ con tự làm tự quay, con mong bà cô chú ủng hộ giùm cho con xem clip rồi đăng ký kênh giùm con. Cô Út ơi, cô Út vừa mới nói chia tay với chú Chu Chi xong cái cô Út đổi ảnh đại diện á. Giờ chú Chu Chi chú sốc lắm, dù gì cũng mới mà. Mới vừa mới chia tay cho nên cô gỡ xuống để cho chú Chu Chi đừng có buồn với lại lấy lại tinh thần để quay clip chung với con. Chào ông bà cô chú, hôm nay con ra con nhổ củ cải trắng vô để kho thịt quay clip. Nhổ quá. Chị Nhi con anh nội con đi đóng chỉnh chiếu hả bà cô chú? Nhi ơi, hai chị em mình lại đây để củi nha chị Nhi. Ok. Ủa? Chị Nhi ơi, nhắm lửa đi chị Nhi. Ok, để chị nhắm lửa nha. Chị nhắm lửa này. Nay con với cô Tuấn làm đuôi heo với lại kho với củ cải. Củ cải nãy con hái ngoài vườn ngoài. Mở đường vô Tuấn ơi. Đây, đường của chị Nhi đây. Giỏi quá. Tuấn ơi, bỏ tương ớt vô. Đây, tương ớt của chị Nhi đây. Bỏ từ từ. Tuấn ơi, bỏ nước mắm vô. Đây, nước mắm của chị Nhi đây. Giỏi quá. Rồi hết xì dầu vô. Bỏ vô đi chị Nhi, nó hết xì dầu đi, hết xì dầu vô Tuấn ơi. Đây hết xì dầu của chị Nhi đây. Trộn lên chị Nhi ơi. Ok, chị Nhi trộn lên đây, nó dậy nó chịu. À Nhi bỏ chảo lên. Ok, đây chảo của em đây. Bỏ dầu vô cho nó chín. Đây dầu của Tuấn đây. Của em đây. Hành tím. Bỏ hành tím vô chị Nhi ơi. Hành tím của Tuấn đây. Anh bà cô chú ơi, con vô nhà con Ava nha. Đây nước của Tuấn đây. Chị sắc củ cải chị ơi. Đây, chị sắc củ cải đây. Chị sắc củ cải liền đây, rồi cho má. Thằng anh, sao chị Nhi nhả củ cải của em giỏi như vậy? Chị Nhi xin mấy củ, chị Nhi quay clip. Bỏ củ cải vô Tuấn ơi. Đây củ cải con kia như đây. Nhẹ nhẹ thôi nha, chừng phỏng nha. Em rồi rồi em làm đi. Đứng đứng cái giỏ giúp ra. Con ngon lắm. Mình của Tuấn đây. Cho mình ăn cơm thôi. Rồi, chị múc ra nha. Dạ.
nghe múc ca liền đây. Liền đây đi khi mà luôn. Mời ông bà cô chú ăn cơm đi. Con mời ông bà cô chú ăn cơm với con. Với chị Nhi nữa. Với chị Nhi nữa. Con chào ông bà cô chú nha. Mời ông bà cô chú ăn cơm với hai chị em con. Nay ông bà cô chú thấy con đeo vòng cặp đẹp không? Cơm đi. Mượn dính quá vậy. Nhi mượn cái nha. Ủa? Ủa cơm không? Từ từ để chị Nhi. Cơm của chị Nhi không. Rồi nè. Rồi nè, ăn cơm đi. Chị Nhi chan nước cho Tuấn nha. Không. Sao vậy? Không. Em thích ăn cái thịt. Nước ăn cái thịt, Nhi lấy cái thịt cho em nha. Cái thịt. Cảm ơn chị Nhi đi. Mang chị Nhi cục bự quá chứ. Rồi đừng uống nước nữa, ăn cơm đi. Cơm đi rồi lát nữa uống tiếp. Bông một miếng nữa thôi. Chan nước. Sao nãy nó không chan? Em nó xạo quá. Mời ông bà cô chú ăn cơm. Con chan nữa. Con chan nữa nha. Ê, chan đổ vô nước. Rồi con ăn đi. Em, con phải trộn lên. Gõ vậy, ai nghe gõ? Bà cô chú ơi, chị Nhi con cà rồi ăn ngon quá chứ ngon lắm. Bà cô chú có ăn vô nó ngon gì đâu á. Ngon lắm hả? Ngon thì ăn nhiều vô nha. Anh nhiều nhiều con mấy con chứ mà lớn đủ. Đúng rồi. Là nó lớn lên luôn. Lớn hơn bạn em luôn. Em móc á, em ăn cơm một đấm lên luôn. Rồi em lớn như chị Nhi nè. Rồi em nói sao nó lớn lên kìa. Ăn đi, múc cơm vô ăn đi. Cho nó ăn cơm nó lớn lên đó. Cô chứ ông bà chú ơi, em nợ con bỏ cái số quay clip chặn này luôn rồi. Hai chị Nhi con quay đây, với hai con quay thôi. Mất cười em. Mất cười. Hai chị Nhi con là một người, hai người. Còn hai con là một, ba người, rồi bốn người. Con cơm giỏi đi, ông bà cô chú mới thương. Đừng uống nước nữa. Ăn xíu đi hẩu. Rồi, con cơm đi. Ăn cơm nha. Cơm nó ngon quá hả? Ngon, ăn nhiều vô. Cùng mỡ hả? Múc thịt ăn vô nè, múc thịt ăn vô. Mắm. Cây cây nó cái gì kìa? Ủa chim. Thịt ăn vô. Bà chú ơi, tối ngày con ăn cơm, rồi con tự đi ngủ, con tự đua, rồi con tự uống cụ, rồi con tự uống sữa luôn, rồi con tự bắt quạt ông bà cô chú, rồi ba mẹ con mắc làm công việc. Ba mẹ con mắc làm công việc gì? Công việc là làm công chuyện chứ. Công chuyện gì mới được? Công chuyện làm cổng chiếu. Lúc mà con tự ông bà thấy con giận. Ông bà thấy con giỏi không? Ông bà con giỏi quá, con tự quay clip với chị Nhi con luôn ông bà. Ông không nói. Nói thật nè. Thật. Ơ nó bắt đầu luôn vậy. Rửa tay. Ừ. Rửa tay cũng được. Ừ.
Léo. Ngon. Ngon. Ngon quá chừng ngon. Ê, nóng nóng nóng. Thì như nó tại em đi. Tại em. Rồi em ăn đi. Ngon. Ngon nhất cái rồi. Ủa, phải quay clip đâu, ở đây quay clip mà. Ăn cái cục gì á? Cái đùi heo á. Hả? Cái đùi heo. Đùi heo hả? Ừ. Cái này cái gì? Củ cải trắng. Cái này cái gì? Củ cải trắng. Cái này cái gì? Ăn cải trắng hả? Heo luôn vậy. Heo luôn hết rồi. Heo rồi. Heo đây hả? Ừ. Cái này cái gì của con heo? Phát đuôi con heo. Đuôi con heo hả? Đúng rồi. Thì con heo có gắn vô không? Tạm biệt ông bà cô chú, có ăn xong rồi. Hôm qua ông bà cô chú có coi cái kênh của cô Út không? Cái cuộc sống Korea của cô Út á. Qua cô Út lên clip, cô Út nói là chia tay với chú Chu Chi rồi. Con thấy chú Chu Chi buồn quá trời luôn. Vợ chú Chu Chi ngồi ở chổng mà mặt buồn hiu mà làm chấm chéo, không có quay clip chung với con nữa. Giờ để con quay mình lên này. Chú Lầy rồi chú Chu Chi ai cũng bận làm chấm chéo hết trơn á, nên giờ con quay của mình lên là không có hỗ trợ cho con được. Nên giờ con tự làm tự quay, con mong bà cô chú ủng hộ giùm cho con xem clip rồi đăng ký kênh giùm con. Cô Út ơi, cô Út vừa mới nói chia tay với chú Chu Chi xong cái cô Út đổi ảnh đại diện á. Giờ chú Chu Chi chú sốc lắm, dù gì cũng mới mà. Mới vừa mới chia tay cho nên cô gỡ xuống để cho chú Chu Chi đừng có buồn với lại lấy lại tinh thần để quay clip chung với con. Ông bà cô chú ơi, con xin được phép kết thúc clip. Ông bà cô chú xem mà ủng hộ giùm cho con để con có tinh thần con làm clip tiếp.